Các bạn thân mến, đây là ly của anh Vũ Văn Khoa ở thành phố Hòa Bình. Đó. Anh này quý em ly bắt đầu mang cả chăn ra đây này. Đấy. Mang cả chăn ra được quấn đây. Gửi về Đức Đoàn này, 848 phố Minh Khai, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đây, cục phây của anh Khoa. E301, mặt đẹp quá. Đây, cục phây của anh khách ở Hòa Bình đây, anh Khoa. Rồi, mạch nó như này mà. Mạch nó xỉn, nó xấu như này đây các bạn này. Bây giờ phải làm lại cái mạch này mới là cả vấn đề đây. Như thế này làm gì nó chả lắm bệnh nhỉ. Kinh thật đấy. Đây các bạn có thể thấy là Acuphay E301 này đã được xử lý bệnh và vệ sinh lại mạch sạch sẽ như này đây. Đó. Không vàng ố mốc meo hết cả lên, sợ quá. Đức Đoàn xin được mến chào toàn thể các bạn. Đây này là âm ly ra ua đây rồi, sắp được hát hò tí rồi các bạn ạ. Lâu lắm rồi, toàn là sửa âm ly nghe nhạc là nhiều. Đây. Còn Acuphay mới lại Lickman mới lại Sansui. Hôm nay có em ra ua đây rồi. Rồi, hiếp quá. Này. Bụi đất nó nhiều đến mức độ mà không nhìn thấy số má gì cả này, sợ thật đấy. Rồi. Con này nhìn hàng xịn đấy. Ra ua Hàn Quốc rồi, hát hò gia đình vẫn là đầu bảng đấy các bạn ạ. Vang liền đây. Cái này vang liền chắc là núm gầy. Đúng rồi. Nó có hai đời, một đời là núm béo, đời là núm gầy. Bây giờ phải cho lên ghế tình yêu cho em này, em dẫy đã tí mới hát hò được. Đây các bạn có thể thấy là em ra ua này sau khi được lên ghế tình yêu của Đức Đoàn chăm sóc nó lại đẹp như này rồi đây. Đấy. Mặt mũi là trắng trẻo xinh xắn trở lại rồi. Bây giờ chỉ có xử lý cho sức khỏe tốt lên thôi. Chữa hết bệnh là hát hò ok thôi. Đây. Ra ua 2.3 này là chạy hai con sò đây. Zika đây các bạn ạ. Con này sò vẫn còn sơn niêm phong đây. Đó. Vế bên này không kêu nhưng mà kiểm tra may không chết sò mà này chỉ chết chập mất một con iốt thôi.